Rồi, mến chào cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thấy cái dao gì không? Cái này giống như cái lưỡi hái ha. Cô chú anh chị mình mà có dịp Việt Nam á, mình mua cái này. Mình nấu cháo cá lóc rau đắng với lại lát hái rau đắng kia luôn. Rau đắng đắt á. Má mình đang cắt rau đắng. Rau đắng này là rau đắng đắng lắm. Chứ như vậy đi nhổ nguyên cục đất bỏ uổng gì đâu á. Chứ làm như cái chỗ này đất nó nổi lên nè hổ. Nó không có đất thịt đè xuống. Đó, mày kéo lên rễ gì luôn á. Mà tao nói cây con mày nhìn nè. Cái này là cây con không á. Chứ không phải là cỏ đâu. Cây con đó đó. Quá trời quá đất luôn cây con này nè. Còn không á. Bây giờ không có thời gian mà. Nhổ lên rễ lên đồ gì đó. Rồi đó kiếm cái rễ không ra. Thấy không? Tiếng là mình nhổ gì mình bỏ luôn cục đất uổng không? Trời ơi, được nhúm gì về chồng ha. Trời nó bò lan luôn á. Ôi ông đừng chích tôi nha ông. Ý mày nói giờ mình à, cắt. Chiều 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 chắc đi luôn. Mình để cho nó khô. Cô này bên đây cắt gì đây? Mình uổng rau ngổ. Ngổ này cắt được nhiêu đây ăn rổ hả? Rổ luôn, cắt được rổ luôn. Một gỗ hả? Một gỗ. Rau ngổ mình có cá gô không? Không có rô bỏ vô rổ kêu gồ gồ. Rồi, bốn gôi, bốn gôi. Bốn gôi. Ba gôi. Ba gôi. Ông nội nó hồi tối nó hỏi giờ bà cũng chịu mấy gôi, ba gôi. Rau ngổ là cũng hồi nhổ hai cây tiếng vua này luôn đi ha. Rau ngổ này cũng dễ trồng lắm cô chú anh chị, mình trồng nó sắp sắp vậy ha. Nó sắp sắp vậy nè, nó dễ lên lắm. Giờ mình cắt đi rồi vài bữa lát cái mình bón thêm muỗng cà phê nước phân chiều cá mát đó. Mới được hả? Chiều mát mới được. À, chiều mát mình bón muỗng cà phê nước phân cá rồi cái vài bữa nó dục lên rau mới cho mình ăn nữa. Mùa hè này mấy cái này nó dễ lên, mùa đông thì nó ngụm mùa tỏi. Đó, mùa đông đâu chết sao? Chết xong chết. Cái chỗ này mùa đông cũng chết nè. Em cãi không à. Mới trồng lại dưới gian mua về đó. Ồ vậy hả? Nói rồi, nó nói mà cãi. Thích cãi lắm. Không nhỏ nó lên ra bông luôn. Mà mấy giờ, giờ này chắc cũng một mấy hai giờ rồi đó. Hôm qua ông chủ cho ăn đi chơi, bữa nay ông chủ bắt ra giường lại mẹ mà. Bèo mà tự xanh luôn á. Ngày hôm qua là ngày ông chủ cho ăn đi chơi, ngày hôm nay là ngày ông chủ bắt ra giường cày. Rau đắng quá trời rau đắng nè. Có nè. Nó cắt được đó, nó cũng lên cao đó. Vậy giờ bằng sao đây? Tại vì mấy người nói không lên cao, cũng thấy nó lên cao mà. Tại mình không nắm đầu nó thôi. Của ổng nó đứng lên, đứng lên. Ừ, con nói tại vì đậy cái nắp nó hầm hơi nó đứng lên mà. Má thấy cái của mình kìa. Má thấy dao ngò ôm, đậy nắp rồi nó hầm hơi nó đứng lên không? Ừ. Thì đó, nó giống vậy đó. Cái hai cái hồ là mình đổi lại mình trồng hai cái hồ cá đó. Ồ cái hồ cá trồng cũng ngon, con thử rồi. Hồ cá nó thấy trồng nó chán. Rồi, mến chào cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thấy cái dao gì không? Cái này giống như cái lưỡi hái ha. Cô chú anh chị mình mà có dịp Việt Nam á mình mua cái này mấy ngàn sao? Amazon có bán mà. Ờ Amazon có bán hả? Bán mấy lắm nha. Cá, mấy cái này là mình cắt rau sướng lắm. Nó bữa hổm sang máng lên cây thọc thọc hái mấy cái đọt của thanh long đó cô chú anh chị. Cẩn thận bén mà. Việt Nam bán mấy ngàn à. Cái này hái rau sướng lắm. Giờ trưa nắng mà mới ăn cơm xong. Hai giờ mấy rủ nhau ra vườn. Cô chú anh chị ơi. Mấy cái khay này là mình trồng dạng thủy canh ha. Này là rau đắng nè. Rau đắng Việt Nam. Này là rau cần đước. Còn kia là cái rau ngổ, còn thay chỗ này là mình trồng rau quế nè. Năm nay vườn nhà mình không có cần mua rau quế của chú anh chị. Mớ của ông bác, mớ của cô Liên cho đó. Ừ, mớ của ông bác, còn mớ của khán giả cho. Cảm ơn cô Liên. Cho mang tới tận nhà luôn. Đó, năm nay là nhà mình đâu cần mua rau quế, nhưng mà mấy cái này là mình hái, mình lát mình hái hết luôn nè. Để cho nó ra cái non, chứ mình đừng để nó lên bông gì cái nó già, cái cây mình nó bị tàn ha. Cây quế này hả cô chú anh chị mình thấy không, lá bự giống như là chợ bán vậy đó, nhưng mà nhà mình thì chỉ bón phân thì mình cũng hay chia sẻ với cô chú anh chị hoài đó, phân cá như là phân trùng quế thôi. Mấy cái dạng mà trồng thủy canh nước nước vậy nè, mình thu hoạch xong rồi chiều chiều mát mát cái mình cho muỗng cà phê
phân cá vô dạng nước á. Tiếp trước mình có trái nha mấy bạn. Tốt. Phân cá đó là giống dạng cũng giống như là mình làm cá mà có cái nước cá đó, mình đem mình tưới gốc cây tốt lắm cô chú anh chị. Cá này không được không? Ở đây cô chú anh chị mình biết cái lá mà khoai mỡ á, quê mình thì gọi là khoai lăng rồi đó. Đó, ăn được không biết nữa mà thấy nó tốt mịch hết trơn. Nó bự chảng mà tốt mịch hết trơn không biết ăn được không? Cái rái khoai thì ăn được biết rồi đó. Còn cái lá không biết ăn được không? Tốt mịch luôn. Người sang trồng nè. Lá nhìn giống như lá trầu mình ha. Mà cái lá tốt quá không biết ăn được không? Ông chủ cứ tối ngày hỏi chứ lá cà chua ăn được không? Lá khoai ăn được không? Trồng gì cũng tốt hết trơn, thành ra ta thấy lá cũng tiếc. Mà lá ớt ăn được nha cô chú anh chị. Đây cái cây khổ qua mà mình trồng theo kiểu này cái lá nó tốt cô chú anh chị, cây nó tốt. Pha nước phân cá chế vô cái chai vậy đó, hôm hổm Trang có quay video chia sẻ với cô chú anh chị đó. Qua đây là cái đấm ớt này, nhà mình thì ớt nhiều lắm, nhiều loại ớt lắm, Trang trồng ớt lắm. Cây ớt này là năm rồi á. Năm rồi nó sống rồi, năm nay nó lên lá lên cây là tốt mịch hết trơn luôn, trái dễ sợ trái luôn. Ớt này không biết ớt gì mà nó chĩa xuống đất không rồi cô chú anh chị. Qua đây là cây cà chua, ớt sừng trâu thì nhà mình nhiều lắm. Mà hình như năm nay ha, xa không có trồng ớt sừng trâu mới. Năm nay gia đình mình đi Việt Nam á, mấy cây ớt này cái ớt cũ năm rồi thôi. Năm rồi qua mùa đông mình dưỡng, mình bỏ trong máy hiên cô chú anh chị. Năm rồi mình có quay chia sẻ đó, bỏ trong máy hiên mà cái ớt nó còn sống luôn. Còn cà chua nè, cà chua có giống này vườn nhà mình năm rồi cũng có trồng á. Cái trái nó như vậy nè, nhưng mà thịt nó nhiều, hạt nó ít. Nhà mình thì cà chua chín nhiều quá chừng luôn, chưa có ra hái nữa nè. Đây cà chua này thì má mình mới tỉa mấy cái lá dưới gốc nè. Cô chú anh chị mình mà trồng cà chua đừng có tiếc á, cứ tỉa mấy cái lá dưới gốc cho nó bớt đi mấy cái lá già, để thôi nó bị nấm, nấm phấn. Cà chua này trái màu vàng, màu không phải màu vàng, màu cam cam, nhìn cũng dễ thương lắm. Ngay ra trái quá chừng luôn rồi nè. Cà chua này ăn ngon lắm. Hôm hổm hái vô nhà nấu canh cần cà cho con gái ăn nó thích. Rồi ớt sừng trâu bắt đầu chín rồi nè cô chú anh chị. Mấy cái trái ớt sừng trâu này hái vô, để hái mấy trái ớt sừng trâu này lát vô mẹ nấu bún riêu ăn ngon nè mẹ. Hái nha Sang. Mấy cái trái chín này mình hái được rồi nè. Cô chú anh chị ớt sừng trâu ha. Giống ớt sừng trâu này là của Việt Nam mình á. Nhà mình thì hay nấu bún bò Huế, bún riêu đồ lắm, thành ra là Sang trồng cái ớt này để ăn. Nhưng mà hồi năm rồi á mình trồng mình thu hoạch cũng nhiều lắm nha cô chú anh chị. Đây ớt sừng trâu nè. Thành ra là mình thu hoạch nhiều quá cái ăn không hết thì Phượng đông đá. Rửa sạch sau đó cái mình bỏ vô tủ đá mình đông đá lại. Đông đá lại rồi mình làm chuyện khác, mình xay làm tương ớt rồi đó. Nhà mình năm rồi trồng ớt ăn chưa hết nữa, bắt đầu tới mùa ớt nữa là cô chú anh chị thấy không? Ớt sừng trâu nè. Ớt sừng trâu thường thường theo mình thấy là cái khúc này nè. Từ tới khúc này nó giữa cái cây này giữa cái thân này nè là nó không có kiểu như quên nói sao. Nó không có cài, mà gần tới khúc cuốn nó mới cài. Mấy trái ớt này chín này nè, thường thường ớt sừng trâu á. Trời nắng nóng á nó mau chín hơn. Trời mà lạnh nó lâu chín lắm. Thường thường mình trồng mình để ngay cái chỗ nắng nó mau chín lắm cô chú chị. Thôi hái nhiêu được rồi, hái nhiêu đây đủ vô nhà lát mình ăn rồi, dư sức qua cầu luôn. Đông người thì hai chồng với mẹ ra, còn hai đứa nhỏ thì gửi ông nội. Hai em nhỏ ra đường, hai em nhỏ ra vườn, hai em nhỏ hay lung tung lắm. Ăn tới khúc này thôi hả má? Mình cắt này đi ha. Đây là cây rau tiếng vua cô chú anh chị. Tiếng vua mình hay làm gỏi tiếng vua đó. Bây giờ thì mình lấy cái hột để mình trồng tiếp. Mình lấy cây giống á. Cái này cũng của cô Liên cho luôn nè. Ai tặng cô Liên? Cô Liên tặng cho mình đó. Cảm ơn cô Liên nha. Nhắc cô Liên hoài. Nhắc cô Liên hoài, lát bà nhảy mũi bà chạy qua bây giờ. Giờ nhổ luôn. Nhổ luôn đi anh. Wow. Đúng là cái chỗ này mình trồng quế tốt ghê ha. Còn rau muống của tôi lên nè. Nhưng bây giờ cái thân này ăn được không vậy má? Già quá ăn được không mẹ? Tước sư,
trước sơ hả? Chính giữa, lấy chính giữa không à. Nãy giờ thiệt chứ, thưa với bà con cô bác, nãy giờ ăn tiếng vua nhưng mà mình chưa có biết cây mà cây tươi nó làm sao, bây giờ mới biết. Chỉ biết gọi tiếng vua người ta bán phơi đó, khô đó, rồi bây giờ mình ngâm đó. Vậy đó, xong ta tước vỏ ra, xong ta chẻ, ta phơi. Không là chứ cầm được không nè. Sang đang nhổ hai cây tiếng vua lên. Mình qua đây nói mình đang hái rau đắng. Rau đắng này hái đi rồi lát rửa luôn, rửa chiều chiều mát mát đem ra ngoài vườn nè, rửa rồi lấy nước nó tưới luôn. Nhổ lên đi anh. Thì có hai cây thôi đó. Cây chắc trộn được 2 chén tỏi đó mấy. Cái này đem vô xào, tước ra xào, ơi coi chừng nó dính lên cái lá. Rau đắng này má mình nói ngày mai mình nấu cháo cá lóc rau đắng với lại lát hái rau đắng kia luôn. Rau đắng đắt á. Rau đắng này là rau đắng thường thi nè. Rau đắng này thì có con sao con ốc không có vỏ nè. Có người ăn nó đắng, còn Phượng ăn Phượng thấy cũng không có đắng. Rau này đâu có đắng đi. Chắc tại vì mình ăn đắng quen rồi đó. Mình ngậm đắng nút cay quen rồi. Cô chú anh chị, rau đắng này mà nấu cháo cá lóc ngon lắm. Giờ hái nguyên cây này ăn vô ăn cũng hết nữa, mà thêm rổ nữa ăn cũng hết nữa. Nhà mình là ăn rau dữ lắm. Sâu rau. Ăn rau trừ cơm cũng được nữa. Không cần ăn cơm, ăn rau thôi cũng được. Bắt đầu mình hái hết cái đám này, chứ mình tưới nè. Vài bữa Phụng quay cho cô chú anh chị xem, bắt đầu nó vượt nó lên cái mới nữa. Rau đắng này là mình trồng không có chết mùa đông nha cô chú anh chị. Mùa đông nó vẫn sống nha. Sống có sợ không? Mà có một cái là mình hơi cực, rửa hơi cực thôi. Tại mình trồng theo kiểu thủy canh vậy là mình rửa nó hơi cực. Nó dính nước sắp xếp hết, thành ra chịu khó rửa cực. Mà đúng là sang trồng theo kiểu này nè cô chú anh chị. Đó, mình làm cái khay lên vậy nè. Vậy mình đứng mình hái nó không có đau lưng. Còn mình trồng dưới đất, mình ngồi, mình khòm xuống, mình hái hết cái lỗ này xong rồi mình... Cái nó bật, nó đứng, nó ngồi không được, bởi nó đứng á, bộ. Còn bên đây là cái rau kèo nèo. Kèo nèo bắt đầu lên nhóc luôn kìa. Kèo nèo đâu có chết mùa đông hết không? Không, nó rụi xuống không ăn. Nó có củ dưới á. Hình như cái củ nó ăn được đó. Không biết đâu. Mấy người có người nói như cái củ ăn được không? Mấy phải không nha? Nè, cô chú anh chị mình thấy không? Dưới đây có cá nè. Mình trồng thủy canh đó là mình nên nuôi cá ở dưới đây. Cá này là cá ăn muỗi, nó cũng không có chết vào mùa đông. Có con ốc nữa thấy không? Bèo này là tự nó lên luôn á cô chú anh chị. Nó nhìn tự nó sinh lên luôn. Giờ mình chiều giờ này 2 giờ mấy rồi, còn nắng dữ lắm cô chú anh chị thấy không? Nắng quá trời nắng luôn á, nhưng mà đỡ hơn sân trước, sân sau thì cũng đỡ hơn trước, trước nắng chịu không nổi. Đây còn thêm 2 chậu rau đắng nữa nè. Còn cái này là anh Sang anh trồng ngò ôm nè. Hôm trước mình có quay chia sẻ với cô chú anh chị đó, cách mình trồng ngò ôm theo kiểu này nè. Đó. Bây giờ là ngò ôm này bắt đầu mình có ăn mình cắt vô bớt đi. Để cho nó lên cái mới thôi, nó già mà thấy hôm qua mình xuống nhà ông bác á. Dạ, ngâm nước vậy đó để ăn. Đó mình trồng theo kiểu này là ngò ôm nó mới tốt nha cô chú anh chị. Giống như cái nhà kính vậy đó. Giống như nhà kính mini vậy. Còn qua đây nè là cái đây cô chú anh chị mình đón được cái gì không? Đây, rau đắng này là mới đắng nha. Đó. Rau đắng này ăn đắng lắm, nhưng mà đắng một hồi cái nó có vị ngọt ngọt. Mình ăn hồi nó cũng ngon. Rau đắng này Phụ cũng thích ăn. Đó. Rau đắng này nè. Thấy chưa? Nay nó mọc bông quá chừng luôn rồi nè sao. Rau đắng này là cũng là hàng hiếm đó nha cô chú anh chị. Giờ lát mình kéo ra mình cắt rau đắng này luôn, vô mình nấu cháo cá lóc mình ăn. Rồi hôm Phượng về Việt Nam á, cái quán chủ quán người ta cho mình ăn rau đắng này nè. Rau đắng này ở quê mình nấu cá kèo á cũng ngon. Nấu canh mà ăn cá kèo. Rồi để Phượng quay sao cho cô chú anh chị mình xem ha. Vườn nhà mình thì ớt nhiều lắm cô chú thấy không? Ớt đó, đây là giống ớt nữa nè. Ớt nhiều lắm. Rồi đây nữa rau đắng nữa nè. Rau đắng này là rau đắng Nhật ha. Rau đắng Nhật này dễ trồng lắm cô chú anh chị. Lát má mình cũng cắt cái đám này luôn. Cắt này vô là hái ăn là về xào. Thường thường nhà mình hay xào tỏi lắm. Rồi có người ta nói ăn lẩu ngon mà nhà mình chưa có ăn lẩu. Nhà mình chỉ xào tỏi ăn thôi. Lát mình cắt cái đám này luôn. Ớt nữa nè đó. Ớt nhiều lắm. Rồi đây cô chú anh chị mình thấy cái lá này biết lá gì không? Lá này là lá rau mơ ha. Lá rau mơ này là mình làm bánh lá đó.
Còn cái mơ mà mơ tam thể, cái mơ lông á là mình để mình xào trứng ăn với lại tốt cho phổi đó cô chú anh chị. Còn cái lá này là lá mơ, mơ mà mơ của miền Tây ha, làm bánh lá. Quê mình hay gọi kia bằng cái lá thúi địch đó, là nó đó. Đây, cây đào mình năm nay trái quá trời trái luôn. Tới giờ này mà vẫn còn trái nhiều lắm nha. Đào nhà mình thì trái ngọt mà năm nay trái nó hơi nhỏ cô chú anh chị. Cây chanh mai mình lấy mình. Cái chanh này giống lâu lắm rồi. Thành ra là nó có hột. Ít hột đúng không? Đây trên trái này chín rồi. Cây chanh này nó không có cao lắm đâu cô chú anh chị, nhìn thấy vậy thôi chứ nó chưa qua khỏi đầu phượng ha. Mà hổm chỗ này có cái đám mơ lông mà phượng hái hết rồi. Phượng cắt hết rồi. Còn cái thân cây này cô chú anh chị thấy không? Đây là cái gốc mơ lông nè. Nó vài bữa cho nó ra lại. Nó tùm quá. Đây là cái cây bí ngô của con gái nè, ở trường đem về trồng nè, đó. Rồi nó cũng đam mê trồng cây giống ba nó luôn. Đây là bí Halloween á. Đem về trồng. Chưa biết được. Nó lá hồng tơ kìa. Rất cái giá. Lá mồng tơi này bắt đầu chuẩn bị hái nha trời đó. Mồng tơi này là mồng tơi mình mua ở dưới vườn anh Andy hết cô chú anh chị. Mồng tơi này là mồng tơi của Nhật, lá nó to lắm, lá nó bự lắm nha. Bữa hổm mình với má mình nấu cái món gì tự nhiên quên, lẩu bò mình hái vô mình ăn hết mớ rồi. Cũng nghe cô chú anh chị nói là lẩu bò mà ăn với mồng tơi là bị tiêu chảy, nhưng mà mình ăn mình đâu thấy bị gì đâu, cũng ok mà. Cái này là cây bí dứa nè, anh Sang trồng trong cái thùng phi này nè cô chú anh chị. Một cây của chị hai, cây của mình, không biết cây bí gì vậy. Hai cây giờ Sang tỉa mấy cái lá đó. Hôm nay sợ không có bí dứa ăn nè. Nói chung là phụ cũng thấy trên hội mấy cô hay hỏi là giống như là mình cây của mình bị nấm phấn á, mình làm sao? Tại vì chắc cái lá nó già quá phải không sao? Nó giống như cà chua phải không? Tại thời tiết á. Thời tiết bữa nắng bữa lạnh á. Trên 80 độ dễ bị lắm. Thì mà nắng với lạnh là nó bằng có một cách đó. Nếu mà mình trồng theo kiểu nhà ăn, mình trồng organic thì bằng có một cách là mình phải tỉa lá cho nó mấy cái tấm phấn mình tỉa bớt thôi. Rồi bắt đầu mình xịt cái gì sao? Người thật nhiều cách lắm, mình cũng giống chị bạn. Cắt bỏ là tốt nhất. Vàng nữa cho nó bò lên ha. Năm nay mình không có trồng cái trái bí bự hả sao? Bí bự bên kia kìa, nó đang bò dưới đất kìa. Để nó bỏ đất chứ không có trồng lên vàng hả? Cô Liên cho đó, để dưới đất không có bò lên vàng nữa. Không, đúng ra chỗ cái vàng này á anh. Nếu mà mình trồng cái vàng này á, mình trồng cái thùng phi bên đây nè sao? Bên cái gốc cái cây của cây mơ lông nè sao? Xong mình trồng bí cho nó bò lên cái vàng này nó chắc hơn nè. Nên chắc nghĩ là cái cây gốc mơ lông này mình dời chỗ khác á, trồng nhỏ nhỏ thôi, cái này mình đâu có ăn nhiều đâu, cho bò vàng bự đúng không? Nên bữa hổm mà cái chỗ này là phượng tỉa bớt luôn cái xương cái gì thanh long á, nhổ cái chỗ này bữa nay trống trụi luôn, nhìn nó gọn. Trên dây mình bắt đầu là trái nhiều lắm nha cô chú anh chị, trái trên dây này. Hồi xưa mình có cây chanh dây ở đây trồng 8 năm rồi, tự nhiên cái nó chết cái anh Sang cũng mua cây chanh dây khác, cái này mình mua dưới vườn anh Đi nè. Rồi bắt đầu năm nay là nó cho trái nhiều lắm luôn, nguyên hàng là trái của nó không, là cô chú anh chị theo mình trồng cũng ngay cái chỗ cũ luôn, hàng chanh dây của mình bắt đầu trái quá chừng trái luôn. Ở trên nó còn ra bông nhiều lắm cô chú anh chị. Chanh dây nó thơm, mùi nó thơm, chanh dây mà trái nó chín nó đỏ đó. Thank you.
cô chú anh chị ơi, Phượng đang cắt rau đắng Nhật ha. Rau đắng Nhật là cái loại này nè. Rau đắng Nhật này thì nó không có đắng nha cô chú anh chị. Cái loại rau đắng Nhật này ăn nó giòn, nó ngọt. Thường thường nhà mình thì hay cắt vô mình xào tỏi. À, có người thì người ta ăn xà lách, có người thì người ta nói là ăn lẩu á, ngon lắm, nhưng mà mình chưa có dịp ăn lẩu ha. Cái loại rau này nó giòn lắm, nó giòn mà nó ngọt, nhiều nước. Nghe nói là cái rau đắng Nhật này ăn có nhiều chất canxi đó. Cái này thì mình cũng cắt hết luôn. Rồi như nhà mình là mình xào mình ăn, xong rồi chiều cái anh Sang cũng bón, bón phân vô ha, cho nó ra đợt mới. Cái này thì dễ trồng lắm mà cô chú anh chị mình đừng có trồng dưới đất nha. Trồng dưới đất là nó bò dữ lắm, cái này nó dễ sống, nó không có chết mùa đông. Bởi vì anh Sang trồng vô cái thùng mút vậy nè, cho nó bò vòng vòng trong đây thôi. Chứ mà mình trồng dưới đất nó bò lan ra, mình muốn diệt nó cũng không được luôn á. Ớt chín quá trời luôn phải không? Cái này cho nấy quá cho bự luôn. Này đó, nãy ớt sừng trâu không hái rồi. Hái vô nhà ăn lắc, mẹ phải nấu bún riêu ăn. Ớt này cũng cay lắm nha. Ớt này như mình chưa có bón phân gì á, chỉ phân cá với lại đất thôi à, hai ba năm rồi đó. Mà má mình đang cắt rau đắng, rau đắng này là rau đắng là đắng lắm, nó lên bông hết trơn rồi nè. Không có giống đâu, để lại một cây nào mà muốn. Cái rau đắng này là mình ăn cháo cá lóc là mình bỏ vô là mình ăn liền, để là đắng lắm. Chắc ngang lắm đó. Nhưng mà đắng mình ăn hồi nó có hậu ngọt. Cái này Việt Nam mình thì Phượng thấy trong mấy cái đám dưa đó hay mọc. Ở dưới quê con nấu canh cá kèo cũng nấu rau đắng này nè. Nấu giống như nấu canh ngót vậy đó. Rồi xong rồi cái chừng nào mà ăn là bỏ vô nhúng ra rồi. Có ăn cộng rau cơ, rau ngò trong sống trong rồi. Ngò rai á. Cái này nó rụng bông nó lên dữ lắm ha. Rồi cái bắt đầu cái nó để trong thùng vậy nè, cái bắt đầu nó lên mùa hè rụng bông nó lên. Mình gầy giống nha. Nhổ hả mẹ? Ngò rai. Mấy cái này là mình ăn có vị thuốc á. Để Phượng quay gần cho cô chú mình coi ha. Rau đắng. Rau đắng. Cổng ốm quá nè. Cổng ốm. Cái này chắc ông ba ăn không nổi đâu, đắng. Cẩn thận cây dao lưỡi hái đó. Cái cây dao lưỡi hái đó anh Sang anh mua ở Việt Nam qua đó cô chú anh chị. Mà Sang có nói gì không biết. Sang nói là ở Amazon có bán ha, bán lắm. Nên mình cắt rau xuống nè. Mình thu hoạch hè luôn cô chú anh chị ơi. Hè tốt quá chừng luôn. Vườn nhà mình là mùa hè là không có cần mua rau cải luôn cô chú anh chị. Có hè nè. Hè này vô lát hái vô ăn bún riêu, hái canh giới, nữa, rau ganh, nó đủ thứ hết. Mẹ ơi, cái rau này nó mọc ở đây luôn rồi nè mẹ. Rau này là rau hoa sâm đất nè. Cắt luôn đi mà, cắt luôn bụi ra xong đất luôn đi đó. Thôi không ăn, để đi. Bữa nào nó già. Để đó. Mấy cái hẹ nó coi cần cắt sát gốc nữa không hay là gì đủ rồi. Được rồi. Cũng cần sát nữa hả? Thôi, được rồi. Có mấy cây con mà cắt luôn. Mấy con nó đang lớn. Nó lớn là tốt rồi. Rau này là rau chua nè cô chú anh chị. Rau này Phượng thích ăn với gỏi cuốn, không thôi là mình cuốn bánh xèo ăn ngon lắm. Cây chua ha. Cắt luôn đi mẹ cho nó lên cái mới. Là giống như nó rụng bông, nó hộp lên đó cô chú anh chị. Mùa đông thì nó lên ít, mùa hè thì nó dục nó lên nhiều. Hẹ này là hồi lúc mình về nó có sẵn luôn rồi. Còn mấy trong thùng là mình trần. Tên đó là cái dàn su á cô chú anh chị. Su su ha. Cái chủ kia chắc người ta cũng trồng. Cái cô chủ nhà
củ nè, có bông rồi nè, đem nó thấy có bông rồi đó. Su su này là bắt đầu cắt đọt nữa được rồi đó mà. Vô trong đó nó mát ha. Vô cái vàng su nó mát. Nghe vừa mình hái chút xíu thôi là được bó hẹ nè. Nè con lấy mặt ú luôn á. Mình nhà mà mình trồng mình đâu có cái bông già thì mình chừa nó lại. Có phân thuốc gì đâu. Bông già mẹ chừa lại ha. Chừa cái bông rồi thôi, mình cắt lá hết. Mình chỉ chú ý mình sử dụng đất, mình bón phân cá, phân trùng quế vậy thôi cô chú anh chị. Cái cây ớt chuông này là năm nay mình không có trồng, mà năm rồi đó. Năm rồi lên lại, cắt luôn đi mẹ. Có hái cà mới vô lạc. Không, cà vàng hái hết thì nó mềm hết rồi. Không phải cà xanh con. Cắt đi rồi cắt thêm mấy cái trái ớt ngọt ở trên trước nữa. Để cho con. Năm rồi mình trồng. Video chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng. Phượng cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh An Tánh Kali trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn xem kênh của mình thấy yêu thích hãy cho mình một cái like, một cái đăng ký kênh và đừng quên ấn cái chuông bên phải nha. Để mỗi khi mà kênh An Tánh Kali phát video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh Kali xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật thật là nhiều sức khỏe nè, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Bye bye, thank you.